kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Dù mạnh tay, ông Tổng vẫn thất bại. Vào ngày 19 tháng 6, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực do ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu đã tổ chức hội thảo trực tuyến toàn quốc sơ kết một năm hoạt động của các ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh. Chống tham nhũng là chiến dịch do chính ông Trọng đã khởi xướng và cầm đầu. Các ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng cấp tỉnh hiện nay đều làm theo mệnh lệnh từ Trung ương, mà cụ thể là từ chỉ đạo của ông Tổng Bí thư. Chỉ trong một năm qua đã có đến 2.196 văn bản được các ban chỉ đạo tham mưu ban hành, chỉ đạo ban hành để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực ở địa phương. Điều này chứng tỏ các địa phương chống tham nhũng theo chỉ đạo từ bên trên, chứ họ thì không tự làm được. Đây là đặc trưng của loại nhà nước độc tài. Chuyện gì cũng cần có chỉ đạo mới làm, chứ cấp dưới không dám tự quyết. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cho tổ chức hội nghị rất rình rang. Nhà nước pháp quyền là nhà nước mà các cấp chỉ cần thực hiện đúng pháp luật. Cấp dưới có thể từ chối nhận chỉ thị từ cấp trên nếu đó là chỉ thị không đúng, là vi phạm pháp luật. Có người nói rằng không biết ông Nguyễn Phú Trọng không còn ngồi ghế quyền lực nữa thì các cơ quan phòng chống tham nhũng địa phương có tự chống tham nhũng tiếp nữa hay không. Trước ngày 1 tháng 2 năm 2013, chức trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực nằm trong tay ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi đó. Thời kỳ ông Nguyễn Tấn Dũng nắm chức này thì ông Dũng đã biến nó thành công cụ để bao che cho lợi ích nhóm mà chính ông cầm đầu. Sau khi giành được chức này, ông Nguyễn Phú Trọng đã đốn rất nhiều củi quẳng vào lò. Tuy nhiên, ông Trọng chỉ đốn củi nhà hàng xóm, còn củi nhà ông vẫn giữ nguyên. Như vậy, ông Nguyễn Tấn Dũng đã từng giữ chức trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực để bao che cho phe ông, thì sau đó ông Trọng không những bao che cho phe của ông còn dùng nó để đánh vào phe đối thủ. Ông Trung Ngọc Anh thay ông Nguyễn Đức Trung, nhưng cuối cùng có sạch hơn ông Nguyễn Chức Trung đâu. Cho đến nay, có thể nói ông Trọng đã chống tham nhũng có phần thành công, tuy nhiên đối với việc phòng tham nhũng thì ông Trọng hoàn toàn thất bại. Bằng chứng đó là những quan chức bị ông Trọng đốn thì thay thế họ cũng là một người tham nhũng khác. Đảng Cộng sản không hề trong sạch chút nào, dù chỉ là những chuyện nhỏ nhặt. Ông Nguyễn Thế Thảo phá nát Hà Nội, thay thế ông là Nguyễn Đức Trung thì ông Nguyễn Đức Trung vào tù vì tham nhũng. Thay ông Nguyễn Đức Trung là ông Trung Ngọc Anh thì ông này cũng tiếp tục vào tù vì tham nhũng. Tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng không ngoại lệ, Lê Hoàng Quân gây ra oan khuất ngất trời cho bà con Thủ Thiêm được thay bằng ông Nguyễn Thành Phong. Và ông Nguyễn Thành Phong thì cũng dính án kỷ luật vì những tiêu cực ông này gây ra khi còn làm chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Vấn đề của Đảng Cộng sản Việt Nam ở thể chế này, thể chế vốn không minh bạch nên tạo cơ hội cho các quan chức nấp phía sau bức màn đó đánh chén tài sản của nhân dân. Có thể nói trong giới quan chức cộng sản thì nhà nhà tham nhũng và người người tham nhũng, không có khái niệm thanh liêm trong bộ máy chính quyền này. Bởi nếu sống bằng lương thì quan chức cấp huyện thu nhập còn thua cả thợ hồ. Vậy thì lấy tiền đâu để họ có thể xây biệt phủ, mua xe sang, sắm đồng hồ thị sĩ đắt tiền mà đeo? Ông Nguyễn Thanh Long thay ông Vũ Đức Đam nhưng có sạch hơn ông Vũ Đức Đam, điều này không chứng minh được. Khi làm hội nghị sơ kết, ông Trọng báo cáo, báo chí bật hết công suất, ca ngợi thành quả về phòng chống tham nhũng. Nhiều người thừa nhận ông Trọng chống tham nhũng mạnh tay nhất so với các tổng bí thư trước đây. Nhưng dù mạnh thế nào thì công tác phòng cũng không một chút thành công. Quan trọng là công tác phòng, mà phòng không thành công thì có thế nào bộ máy này cũng không sạch cho được. Như vậy, công tác phòng chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng cũng chỉ mang lại tên tuổi cho chính ông, chứ nhân dân chẳng được gì. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Dù mạnh tay, ông Tổng Bí thư vẫn thất bại. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bị hai người đẹp càn quét
bộ máy chính quyền tỉnh Quảng Ninh rụng như sùng. Hoàng Thị Thúy Nga, cựu chủ tịch NSE Group, đã từng là phó tướng cho bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn tại công ty IC từ năm 2005 cho đến tận năm 2020 và sau đó tách riêng thành lập NSE Group. Sau bao nhiêu năm làm phó tướng, bà Nga đã học được ngón nghề lợi hại của bà Nhàn. Tương tự như bà Nhàn, bà Hoàng Thị Thúy Nga cũng hạ gục rất nhiều quan chức để giành những hợp đồng vô cùng béo bở. Hiện nay cả công ty IC của bà Nhàn và NSE Group của bà Hoàng Thị Thúy Nga đều bị phanh phui. Điều đáng nói là quan chức dính phốt bởi hai vị nữ chủ tịch này hầu hết là các đấng mày râu. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn được xem là người lọc lõi hơn khi bà này đốn ngã từ bí thư tỉnh trở xuống, còn bà Hoàng Thị Thúy Nga thì đốn ngã quan chức cấp thấp hơn, thường là cấp sở. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch IC, người đã tẩu thoát khỏi mạng lưới pháp luật và sự truy bức của ông Nguyễn Phú Trọng. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn được xem là người phụ nữ có nghiệp vụ khi bà này tham gia vào cả đường dây môi giới buôn bán vũ khí trị giá hàng tỷ đô la giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam với các nhà sản xuất vũ khí tại Israel. Bà Nhàn bị nghi ngờ là người của ngành tình báo Việt Nam và điều đáng nói là bà Nhàn có mối quan hệ rất gần với các quan chức ở Trung ương. Bằng chứng là các bí thư tỉnh muốn Trung ương rót vốn thì phải nhờ đến tiếng nói của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn mới xong. Cả hai người phụ nữ này đều dính dáng đến những mối làm ăn lớn với tỉnh Quảng Ninh từ năm 2012. Lúc đó, ông Phạm Minh Chính là bí thư tỉnh, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã trúng gói thầu cung cấp trang thiết bị cho Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh. Hiện nay, công an đang điều tra vụ án này nhưng vẫn chưa thể đánh úp được những người đã đỡ đầu cho bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn thời gian đó. Bà Hoàng Thị Thúy Nga, thói quen của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là giải tiền để hối lộ từ bí thư tỉnh trở xuống. Tại tỉnh Đồng Nai là cựu bí thư Trần Đình Thành và cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đinh Quốc Thái. Tại Thanh Hóa là cựu bí thư Trịnh Văn Chiến và xác định là dính líu đến IC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Tương tự tại Quảng Ninh, một thông tin từ trong ngành cho biết bà Nhàn cũng giải tiền từ bí thư tỉnh trở xuống. Tuy nhiên, việc bắt hay kỷ luật bí thư tỉnh Quảng Ninh thời gian đó hiện nay đang gặp vô cùng khó khăn. Bà Hoàng Thị Thúy Nga từng là phó tướng cho bà Nhàn. Không biết bà Hoàng Thị Thúy Nga bắt mối làm ăn với các quan chức Quảng Ninh khi nào, mà công ty NSE Group của bà Nga hiện đang bị điều tra có dính đáng đến nhiều quan chức tỉnh Quảng Ninh, đặc biệt là các quan chức trong các sở giáo dục của tỉnh này. Quảng Ninh chính là địa phương quyết định số phận chính trị của ông Thủ tướng đương nhiệm Phạm Minh Chính, bởi ông Chính từng làm bí thư tỉnh này và từng cài lại đây những thuộc hạ thân tín. Với việc đưa ông Đinh Văn Nơi về Quảng Ninh cho thấy phe ông Tổng Bí Thư đang muốn xuyên thủng phòng thủ ở tuyến này tại địa bàn mà ông cựu bí thư tỉnh Phạm Minh Chính khi đó đã từng làm. Không biết có sự phân chia thị phần giữa bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và bà Hoàng Thị Thúy Nga hay không, nhưng rõ ràng IC của bà Nhàn và NSE Group của bà Nga không chồng chéo lẫn nhau. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn ăn ở tầng cao hơn, bà Hoàng Thị Thúy Nga ăn ở tầng thấp hơn. Hàng loạt quan chức ngã ngựa vì bà Hoàng Thị Thúy Nga, rất nhiều người trong đó là quan chức của ngành giáo dục tỉnh Quảng Ninh. Bà Hoàng Thị Thúy Nga bị bà cáo buộc đã dùng thuộc cấp tự lập ra 6 dự án cho Sở Giáo dục và Sở Đào tạo Quảng Ninh, rồi tham gia đấu thầu trúng cả 6 dự án trong giai đoạn 2016-2019. Các gói thầu này đều cung cấp thiết bị, đồ dùng, đồ chơi cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh với tổng giá trị hơn 636 tỷ đồng. Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho rằng giá trị vật tư bị nâng khống nên đã gây thiệt hại hơn 80 tỷ đồng. Cho đến nay, theo cơ quan điều tra, thì tổng cộng đã có 17 người tại Quảng Ninh bị sa lưới pháp luật vì dính đến hai người đẹp này. Mặc dù vậy, theo tin ở bên trong cho biết, cá gọc vẫn chưa xuất hiện. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin bị hai người đẹp càn quét, bộ máy chính quyền Quảng Ninh rụng như sùng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de